Kính chào các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Quốc khánh tàu, Mỹ dội ráo nước, bò lưỡi bò, Hoa Kỳ tiến vô. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là việc căng thẳng trong vùng Biển Đông và đặc biệt là khu vực bãi Tư Chính, nơi Việt Nam có toàn bộ chủ quyền 200 hải lý đã bị Trung Quốc xâm phạm trong thời gian qua. Và họ đã đưa tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống rất mạnh mẽ vào để thăm dò suốt 3 tháng. Và dường như tàu Cảnh sát biển Việt Nam và Hải quân Việt Nam không làm gì được về phía Trung Quốc. Cho nên họ đã vừa xong đã kết thúc cái cuộc thăm dò đó trong một thời gian ngắn trước đây. Và có lẽ trong thời gian tới tàu Hải Dương 8 và những đội tàu hộ tống của Trung Quốc sẽ tiếp tục đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiếp tục thăm dò, cũng như cũng có thể họ sẽ hạ đặt giàn khoan trong thời gian tới. Và ngày hôm nay có một bản tin rất quan trọng, đó là việc thời báo Nhật Bản Japan Times vừa đăng bản tin quan trọng nói với việc Mỹ bắt đầu điều tàu sân bay vào vùng Biển Đông. Và đây là nội dung bài báo đó đã được đăng tải ở trên trang The Japan News. Và hình ảnh bài báo ngày hôm nay 29 tháng 9 năm 2019 trên nhật báo The Japan Times, khi được hỏi về các hành trình, hình ảnh vị trí của tàu sân bay Ronald Reagan và nếu tàu này có ý định gửi thông điệp tới Trung Quốc, một phát ngôn của hạm đội 7 Hoa Kỳ từ chối xác nhận vị trí tàu sân bay, nhưng cho biết tàu sân bay hiện đang được tiến hành các hoạt động thường nhật. Hải trình của tàu không đáp ứng bất kỳ sự kiện cụ thể nào, người phát ngôn trả lời qua một thư điện tử. Và đây lại gần thì các bạn sẽ thấy rất rõ là hình ảnh hai chiếc tàu, một chiếc là tàu sân bay của Mỹ và một chiếc là tàu sân bay trực thăng của Nhật Bản đi cùng, đi dọc đang tiến ra Biển Đông. Và sau video clip này thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ đường link của bài báo này tại Nhật Bản để các bạn có thể tham khảo những thông tin rất quan trọng và ảnh hưởng rất lớn đến vùng biển của Việt Nam trong thời gian tới. Và đi kèm chiếc tàu sân bay hiện đại này còn có nhiều tàu hộ tống khác nữa, và tất nhiên Hải quân Nhật Bản cũng điều tàu sân bay loại cỡ lớn của mình, đó là dùng cho trực thăng, để đi cùng với tàu sân bay của Mỹ. Và hình ảnh chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp ở một số trang báo quốc tế ở nước ngoài đã đăng tải hình ảnh này để các bạn cùng xem. Đó là tàu sân bay Mỹ lại chọc giận Trung Quốc khi đi vào Biển Đông. Trong một động thái có khả năng gây ra sự tức giận ở Bắc Kinh chỉ vài ngày trước khi Trung Quốc đánh dấu một sự kiện quan trọng, lễ mừng quốc khánh 70 năm, tàu sân bay USS Ronald Reagan tiến hành các hoạt động ở khu vực Biển Đông đang tranh chấp gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc, như những hình ảnh mới cho thấy theo tờ The Japan Times. Hình ảnh vệ tinh được đăng trên truyền thông xã hội cho thấy những gì dường như là hàng không mẫu hạm Reagan và một số tàu chiến không xác định đã hiện diện ở đây, có thể là của cả Hoa Kỳ và Trung Quốc, đi lại trong khu vực mạn Đông Bắc của quần đảo Trường Sa vào hôm thứ Bảy ngày 28 tháng 9 năm 2019, vẫn theo lời tường thuật của Nhật báo Nhật Bản, tức là ngày hôm qua. Và hình ảnh chúng tôi xin đưa lại gần để các bạn có thể thấy cái độ lớn của tàu sân bay này của Mỹ. Và các bạn cũng đã chứng kiến trong thời gian vừa qua Việt Nam cũng đã có những cái hoạt động hỗ trợ cùng với Mỹ, hợp tác về việc quốc phòng, và cũng đã phía Mỹ đã đưa tàu sân bay vào trong cảng Đà Nẵng, và đấy là một cái điều rất đặc biệt từ trước đến nay chưa từng có. Và đây còn là động thái rất mới của Mỹ và Nhật Bản đưa ra nhằm phản đối và không công nhận đường chín đoạn, có nghĩa là đường lưỡi bò do Trung Quốc tự vẽ ra vào thời gian qua. Và hình ảnh các bạn có thể thấy đây là đường lưỡi bò của Trung Quốc, họ đã công bố là thuộc chủ quyền của họ. Và với đường lưỡi bò này thì nó chiếm lên trên 80% diện tích Biển Đông, và tất nhiên là toàn bộ vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần như bị mất đi hoàn toàn và nằm trong vùng đường lưỡi bò của họ. Và đây là điều mà Hải quân Việt Nam cũng như chính phủ và Đảng Việt Nam, Cộng sản Việt Nam phải xem xét trong thời gian tới. Quan trọng hơn đó là việc này diễn ra ngay trước khi Trung Quốc chuẩn bị lễ duyệt binh lớn nhất từ trước đến nay, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Trung Hoa. Và hình ảnh mà các bạn có thể xem đã được báo chí quốc tế đăng tải rất nhiều, đó là việc chuẩn bị công nhân treo cờ Trung Quốc trên một con đường trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào ngày 22 tháng 9 năm 2019. Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc chuẩn bị đánh dấu 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân vào ngày thứ Ba, ngày 1 tháng 10 năm 2019, với sự kiện tung ra phô trương một số vũ khí tối tân và mạnh mẽ nhất của nước này để thể hiện sự tiến bộ của Trung Quốc đã đạt được trong việc hiện đại hóa quân đội. Vẫn theo tờ báo của Nhật Bản, giới phân tích cho rằng cuộc diễu hành quân sự khổng lồ để đánh dấu kỷ niệm có thể sẽ bao gồm cả tên lửa chống hạm tiên tiến và hỏa tiễn đạn đạo có khả năng đánh chìm các tàu sân bay Mỹ và các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản.
Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy. Và với những tên lửa hỏa tiễn này của Trung Quốc thì quả thật rất nguy hiểm cho việc Mỹ khi đi vào khu vực Biển Đông và chiến tranh xảy ra thì điều đấy sẽ rất khốc liệt. Và dự kiến tại buổi duyệt binh này sẽ có các loại vũ khí tối tân nhất mà Trung Quốc đã phát triển để trưng ra và cho thế giới biết sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Và các bạn cũng có thể thấy hình ảnh ở trên một số báo quốc tế đã bắt đầu đăng tải là những người tham gia đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc diễu hành quân sự kèm lịch trình của Bắc Kinh. Đấy, các bạn có thể thấy rất gần. Các binh sĩ Trung Quốc tham gia huấn luyện diễu hành cho lễ kỷ niệm Quốc Khánh sắp tới tại Bắc Kinh ở thủ đô Trung Quốc ngày 11. Đây là hình ảnh được ghi nhận vào ngày 11 tháng 9 năm 2019 khi họ đang tập luyện chuẩn bị diễu binh. Những người tham gia đang bận rộn chuẩn bị cho cuộc diễu binh quân sự và theo lịch trình tại Bắc Kinh để kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10. Đây là ảnh của Tân Hoa Xã đã đưa và chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trong những cái đường link sau khi video này được phát ra để các bạn có thể trực tiếp xem những cái sự thật đang diễn ra tại Trung Quốc và trên thế giới như thế nào. Và cũng ngay lập tức sau khi Mỹ đưa tàu sân bay vào trong vùng Biển Đông thì người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc và đặc biệt là người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ đưa tàu sân bay tiến vào Biển Đông. Và hình ảnh chúng tôi xin chia sẻ với các bạn đây chính là phản đối đó của Trung Quốc. Với ghi nhận ngày 27 tháng 9 năm 2019, người phát ngôn Quốc phòng Trung Quốc cho biết Trung Quốc phản đối các hành động phô diễn vũ trang của Mỹ ở Biển Đông và các nỗ lực quân sự hóa khu vực này. Một phát ngôn viên Quốc phòng Trung Quốc cho biết như vậy khi trả lời. Hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ đã bắt đầu đi vào vùng Biển Đông. Và đây là hình ảnh các bạn có thể xem và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những cái đường link này để các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất mà báo chí trong nước tại Việt Nam không hề đưa tin và có đưa cũng không đầy đủ và bị cắt xén rất nhiều. Đây là hình ảnh các bạn có thể thấy. Và trong suốt 3 tháng nay gần đây thì Trung Quốc đã khẳng định chủ quyền tại Biển Đông với việc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra tuyên bố về chủ quyền của họ ở bãi Tư Chính và những cái vùng đó thì điều đó sẽ rất nguy hiểm cho Việt Nam khi Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi ở những khu vực này. Mặc dù vậy thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn nói rằng Bắc Kinh đã vu cáo Việt Nam vi phạm quyền lợi và lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là tiêu đề một bài báo đã được đăng tải ở trang truyền thông quốc tế mà trong nước cũng không đưa. Và xin trích đọc để các bạn cùng biết. Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực bãi Tư Chính kể từ tháng 5 năm nay. Phát biểu trong cuộc họp thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và chủ quyền, quyền tài phán tại khu vực bãi Tư Chính kể đó và rằng điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý. Tuyên bố của ông Cảnh được đưa ra đáp ứng câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ứng với Việt Nam về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống của Bắc Kinh trở lại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hôm 13 tháng 8 vừa qua. Trước đó, nhóm tàu vừa kể trên đã bị phát hiện trong khu vực này từ đầu tháng 7 đến nay. Tức là có nghĩa là đã hơn gần 3 tháng nay thì những cái nhóm tàu này đã hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và phía Việt Nam chưa có biện pháp hữu hiệu để có thể xua đuổi những đội tàu này hoặc là để bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Và chúng ta đã thấy cái sự bất lực của Hải quân Việt Nam cũng như lực lượng chấp pháp của Việt Nam trước cái sự hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông. Và cũng vì Trung Quốc khẳng định chủ quyền rất rộng lớn trên Biển Đông như vậy cho nên họ đã đầu tư rất lớn vào quân sự trong những năm vừa qua. Và đặc biệt vào năm 2019 là năm nay thì Trung Quốc đã đầu tư hơn 170 tỷ đô la để sản xuất và chế tạo cũng như duy trì và vận hành toàn bộ cái hệ thống quân sự của họ. Đây là một cái ngân sách khổng lồ và đều tăng đều hàng năm rất nhiều. Và trong khi đó thì Việt Nam chỉ có thể bỏ ra hơn 5 tỷ USD để trang bị và bảo dưỡng lực lượng quân đội của mình mà thôi. Thì như vậy thì tất nhiên với khoản đầu tư chỉ bằng số lẻ của Trung Quốc thì quân đội Việt Nam khó có thể đương đầu với Trung Quốc khi chiến tranh trên biển xảy ra. Và bài học mà chúng ta đã chứng kiến đó là tại Gạc Ma trước đây vào năm 1988 khi Trung Quốc bất ngờ tấn công và giết chết 64 chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đang không dùng sử dụng vũ khí và đang chiến sĩ công binh trên đảo Gạc Ma. Và từ đó đến nay họ đã chiếm đảo này cũng như xây dựng đây thành một cái khu quân sự rất lớn và Việt Nam chưa biết bao giờ có thể đòi lại được.
và âm mưu và thủ đoạn của Trung Quốc sau khi cưỡng chiếm Hoàng Sa trước đó từ Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974, thì tất nhiên phần còn lại Trường Sa thì chỉ còn một sớm một chiều sẽ bị Trung Quốc thôn tính nốt. Nó phù hợp với yêu sách đường chín đoạn mà Trung Quốc đã công bố trước đó trên thế giới, và Việt Nam hiện nay đang rất khó khăn trong việc chống lại và phản đối cái người đồng chí cùng ý thức hệ cộng sản với Đảng Cộng sản Việt Nam ở Hà Nội. Và ngoài ra, điều khó khăn cho Việt Nam hiện nay là quan hệ đặc biệt của hai Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc lại rất gần gũi và đã từ rất lâu. Với người đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thì cái việc quan hệ hai nước, hai đảng, đặc biệt là hai đảng càng thêm nồng thắm. Và chính vì vậy đã dẫn đến cái việc thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến các hiệp định đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chứng kiến và thúc đẩy ký kết giữa hai đảng. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông quốc tế cũng như một số trang của Việt Nam đã đăng tải nhưng không đầy đủ, và ghi rất rõ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Việt Trung cam kết kiểm soát tốt nhất bất đồng trên biển. Trên tinh thần thẳng thắn, chân thành và cởi mở, Việt Nam và Trung Quốc cam kết kiểm soát tốt nhất trên biển, giữ gìn hòa bình, ổn định ở Biển Đông, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế và các lĩnh vực khác nhau, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển quan hệ hai nước. Đó là những kết nối và kết quả nổi bật trong chuyến thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trước thềm năm mới Đinh Dậu, tức là từ ngày 12 đến 15 tháng 1 năm 2017 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Và hình ảnh đưa lại gần thì các bạn thấy rất rõ là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngồi gần với Chủ tịch Tập Cận Bình để chứng kiến lễ ký kết của hai nước, của hai đảng. Điều này cũng gợi ra một câu hỏi, liệu những cái hoạt động phối hợp như thế này và những cái cán bộ của Việt Nam được Trung Quốc cử sang, được cử sang Trung Quốc học tập, họ có tiết lộ những thông tin bí mật và tình báo của Việt Nam cho Trung Quốc hay không, hoặc ngược lại, những cái đoàn của Trung Quốc sang để trao đổi và làm việc với Việt Nam thì có khai thác được nhiều thông tin mà Việt Nam không nên tiết lộ về phía Trung Quốc hay không, thì đây là cái điều mà Việt Nam cần phải xem xét trong thời gian tới. Và tất nhiên điều không may cho 90 triệu người dân Việt Nam là Đảng và Chính phủ Việt Nam hiện nay không phải do người dân bầu lên, mà nên họ sẽ hành động vì quyền lợi của Đảng chứ không phải vì quyền lợi của nhân dân. Và họ tất nhiên ít quan tâm đến mong muốn của người dân trong thời gian qua và cả thời gian tới. Nhưng nếu Đảng Cộng sản để mất lãnh thổ vào tay Trung Quốc thì sẽ bị người dân và các đảng viên của mình, đặc biệt là lực lượng quân đội, cựu chiến binh đã hy sinh rất nhiều xương máu để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, sẽ bất bình, dễ dẫn đến hỗn loạn và nhiều chuyện có thể xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Và hình ảnh cụ thể nhất các bạn có thể xem chứng kiến đã xảy ra tại châu Âu trước đây, đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Romania Nicolae Ceaușescu và vợ bị xử tử vào ngày 25 tháng 12 năm 1989, và nhà nước xã hội chủ nghĩa Romania đã sụp đổ từ đó. Và đây là tội ác của những người cộng sản đã làm với người dân, và điều này hy vọng sẽ không lặp lại tại Việt Nam, và Việt Nam nên tìm con đường hòa bình hơn để có thể hội nhập với quốc tế. Nên điều cần làm hiện nay là nhân khi Mỹ và các nước đồng minh của họ ủng hộ Việt Nam phản đối Trung Quốc mưu đồ thôn tính trên Biển Đông, thì hãy cùng các nước dân chủ tự do tạo ra liên minh tại châu Á, Thái Bình Dương để kiềm chế sự hung hăng của nhà cầm quyền Bắc Kinh, bảo vệ được đất nước với trên 90 triệu người dân của mình. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, Chủ nhật 29 tháng 9 năm 2019. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Các bạn hãy chia sẻ video này cũng như để lại các bình luận và cho chúng tôi biết thông tin, và chúng tôi sẽ cập nhật và đưa đến các bạn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.